Bạn đang là phụ huynh có con học tiểu học, nếu muốn con bạn đạt điểm cao trong kỳ thi tới, thì đừng bỏ qua bộ sách để kiểm tra của Qbooks này nhé. Sách được biên soạn bởi đội ngũ giáo viên đầy kinh nghiệm và tâm huyết, màu sắc sinh động, in trên chất liệu giấy cao cấp, chống lóa, mỏi mắt. Cấu trúc của sách rõ ràng và mạch lạc. Các bạn cũng có thể quét mã QR để xem video bài giảng chi tiết mà các thầy cô quay sẵn. Với bộ sách toán, phần trắc nghiệm gồm những câu hỏi bao trùm toàn bộ những nội dung cơ bản nhất, giúp các con rèn luyện phản xạ, giải nhanh các bài tập. Phần tự luận sẽ giúp các em rèn luyện kỹ năng đọc hiểu, phân tích, tư duy giải bài, cũng như trình bày bài toán sạch đẹp. Với bộ sách tiếng Việt, các dạng bài luyện tập đa dạng giúp các em mở rộng vốn từ, tăng cường tư duy đọc hiểu, viết văn. Các bài kiểm tra đọc và kiểm tra viết từ dễ đến khó, từ cơ bản đến nâng cao, giúp các em nắm chắc kiến thức và tự tin hơn trong mỗi bài thi. Bộ sách hiện đã có từ lớp 1 đến lớp 5 cả toán và tiếng Việt và được phân phối tại các đại lý trên toàn quốc.